Dạ là 8 năm, ở bên nhau 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng, bạn trao cho. Tới 8 năm luôn rồi. Dạ. Lý do vậy? Do... Dạ tại vì kiểu như là gia đình con gieo cho con từ nhỏ tới lớn à. Kiểu như là để dành cái thanh xuân, cái nhàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ là không có cho. Xí xí nó nghe nè, không cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ sao không có được. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên. À em năm nay 31 tuổi. Nguyên làm công việc gì? Dạ em đang làm DJ. Wow, DJ. Em có đào tạo học viên không? Dạ thôi đừng có. Nhận ảnh. Thôi vậy. Thôi thấy ảnh rất là tiềm năng. Tướng luôn, tướng ta DJ như thế. Cái công việc đó là phải thức khuya đúng không? Ừ. Thức mà anh Bin thì bây giờ tuổi già sức yếu, anh thức chừng tuần lễ á là anh đổ bệnh là mất công, em mang quà nữa thôi. Bỏ đi. Thôi chúng ta có thể học online được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mời vợ của DJ. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Ngọc Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại con là kinh doanh yến, bán yến tại nhà với lại xỏ khuyên. Cái này chắc là vợ em xỏ cho em đúng không? Bật tiếng nghiệp, bật tiếng nghiệp. Bây giờ chàng DJ và cô gái xỏ khuyên, các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau đó, cũng là một cái lần vô tình thôi, thì người bạn thân của em là thích em gái của vợ em thì mới rủ em đi chơi chung, nghĩa là hai cặp, chủ yếu là bạn kia muốn tán em gái còn em chỉ là đi chơi thôi, đi theo cho có tụ đó. Dạ. Cái tụ kia có dính không hay là chỉ có tụ này dính thôi? Có tụ này dính cái dòng đỡ nó vậy đó, bởi vì chị hỏi liền đấy không, dòng đỡ nó ngược ngạo lắm, thường là vậy đó. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài, chưa thấy mặt nữa, nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ lạ rồi. Tức là trong tiềm thức của bạn á là bạn đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi. Chứ còn thường mà ở Đà Lạt á, gặp nhau mà ở Đà Lạt mà ở ban công mà chưa thấy mặt nó xóa cái tóc này ra là em hiểu, như anh Bin là coi như hiểu rồi ạ. Thôi tôi gặp nó tôi bỏ chạy luôn á đó. Thì lúc đó là đứng ngay hồ Xuân Hương luôn. Đứng ngay hồ Xuân Hương luôn. Sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cũng có nói chuyện với bạn này rồi, mình dần dần tự nhiên mình thấy có cái tình cảm nó khác lạ hơn cái tình cảm bạn bè. Chút rồi quyết định là sẽ thử theo đuổi bạn này xem như thế nào. Lúc đó em mới 17 tuổi à. Ủa là lâu lắm mà hả? Dạ là tụi em quen nhau đến bây giờ đã là 13 năm rồi. Trời ơi vậy hả? Mà lúc đó là em 19 tuổi. Còn chồng là lúc đó 17 tuổi. Là chị em đúng không? Dạ. Ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì em không có ấn tượng gì về Nguyên hết. Tại vì Nguyên là bạn của em gái, kiểu vậy đó, em lại không thích người nhỏ tuổi. Rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó trăng tùm lum la gì đó, mình biết là bạn thích, cái mình cứ né né. Né là do xấu trai, dạ, không đẹp trai hay là do cứ, tuổi? Cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi. Lúc đó chắc em còn phiền quá. Nhưng mà lúc đó Nguyên có biết rằng là chị né em là do em nhỏ tuổi hơn không? Dạ cũng có cảm giác luôn, với lại mỗi lần qua nhà chơi thì cũng hay thể hiện cái tình cảm ra, nhưng mà thấy bị từ chối rồi. Má vợ lúc đó cũng không thích lắm. Tại vì thấy còn nhỏ, nói chuyện yêu đương này kia thì má vợ cũng không thích lắm. Không thích lắm. Nhưng mà làm cách nào để mà em cua được người chị này? Nói chung là hồi đó còn đi học á, mình hay coi mấy cái phim Hàn Quốc á, mình cũng bắt chước theo, mình là lãng mạn. Rồi ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp lý. Đúng rồi, rất là hợp với lại những bộ phim Hàn Quốc đó. Hồi đó tụi em bạn này hay thích đi học Anh văn trung tâm. Thì em có xin đăng ký đi học theo, mặc dù là em không thích Anh văn chút nào hết. Đăng ký học chung với bạn để lấy cớ chở đi chơi, chở đi học. Xong rồi rủ cúp cua, xong rồi em chở đi xuống dưới Hồ Tiền Lâm, rồi em đốt pháo hoa dưới đó, rồi mua bông, mua đủ thứ để dụ bạn này, rồi đi cả các điểm du lịch luôn. Nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết, mà bạn ấy vẫn không chịu. Dạ đúng rồi. Bao lâu em? Một năm. Một năm trời. Một năm trời. Tốn nhiều tiền không? Dạ lúc đó thì mỗi ngày chỉ được 30.000 thôi, nhưng mà đổ xăng thì hết 15.000 rồi. Coi như ngày 50 đi, cứ cho gì ngày 50 đi. Gặp thời này là mệt mỏi luôn á. Một tháng là 1.500 em, 1.500 mà một năm trời nha, em tính là nhiêu đầu tư cũng lớn à chứ. Đó nhiều. Vì 17 tuổi á mà với cái số tiền vậy là không có đơn giản đâu. Bây giờ tới giờ xin lời không? Tới bây giờ nè, tới dạ, bây giờ có khi lời một cục 5 tháng. Lời đó không, một cục 5 tháng luôn. Rồi bây giờ nè, đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em? Dạ có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi.
À, lúc đó một năm á là cái quải quá buông xuôi luôn. Em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá. Thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư rồi. Đúng rồi, với cái nhan sắc này mà chắc chắn là con ấy phải lựa chọn nào. Mình cảm giác là nản rồi. Cái mình quyết định là mình không theo đuổi nữa. Đùng một cái cắt đứt thì lúa cảm giác em sao? Dạ kiểu như là mưa dầm thấm lâu á, tới lúc mình thấm rồi cái tự nhiên cái ông chạy mất tiêu. Cũng khó chịu, xong rồi cái con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó. Rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó là con mới chịu. Là coi như chính thức quen nhau đúng không? Rồi có nghĩa là các bạn là ủa như vậy là các bạn ở Đà Lạt suốt luôn hay sao? Thật ra là vì cái thời gian lúc đầu á, là vì gia đình của vợ con là có chuyện buồn nên là ba má con mới chuyển lên Đà Lạt ở một thời gian thì khoảng hơn 2 năm. Thì sau khoảng thời gian 2 năm đó thì cả gia đình chuyển về Biên Hòa lại và hai đứa quen xa. Là yêu xa bao lâu? Dạ khoảng 6 tháng. Trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng, rồi có chia tay không? Dạ không. Thật ra là càng xa thì càng thương. Cứ mỗi tháng mà lúc đó là con có đi ra làm ở Lệ Tân ở một cái khách sạn đó, thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền. Cứ mỗi tháng một lần như vậy. Rồi bạn này có lên Đà Lạt không? Con có lên Đà Lạt? Dạ không, con mới được đi qua đêm. Dạ gia đình khó, không có được đi qua đêm. Không, nào nhỏ quá. Đúng dạ đúng rồi, nhỏ lắm. Hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao? Dạ là 8 năm. Ở bên nhau 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng bạn trao cho. Tới 8 năm luôn à? Dạ. Lý do gì? Do... Dạ tại vì kiểu như là gia đình con gieo cho con từ nhỏ tới lớn à. Kiểu như là để dành cái thanh xuân, cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ nên là không có cho. Xí xí nó nghe nè, không cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ sao không có được. Nhưng mà được cái cho là... rồi có giận không? Cái mặt ông sao? Nói chung là cũng dụ, nhưng mà được cái là rất là cưng, rất là chiều con. Cho nên là ví dụ con không cho thì cũng thôi, tôn trọng. Rất là không tôn sao trọng đâu em. Dạ, chứ không phải là muốn cho bằng được. Nếu lúc đó con có cảm giác là bạn này bạn không yêu mình không? Dạ không ạ. Tại trong cái suy nghĩ của con khi yêu bạn này là không có đặt nặng cái chuyện đó. Tại vì thật sự là rất khó để gặp một cái người mà cho mình được một cái cảm giác mà mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình. Hay quá. Cho nên là khi mà nghĩ tới cái điều đó thì nghĩ cũng bình thường thôi. Với lại có thể là do cái hoàn cảnh sống nữa, do cái môi trường sống nữa, là ở Đà Lạt thì cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm rồi, nó khiến cho con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong mọi việc vậy đó. Nên trong cái suy nghĩ của con cũng không có nặng nề quá. Đúng rồi, quá hay. Sau bao lâu tụi con cưới nhau? Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa là năm luôn. Sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình đám cưới đúng không? Rồi có em bé chưa? Dạ con có một em bé được 5 tháng tuổi. Dạ. Thôi bây giờ mình tới cái vụ kia, cái vụ kia đi. Đó sống nhau chắc không có thói hư tật xấu nào đâu ha. Sao nè, giờ hỏi vợ trước đi. Dạ. Anh ấy có những cái tật xấu gì không? Chỉ có một cái là cọc. Với lại có chuyện gì nói hoài. Nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn. Nhưng mà nóng lên thì những cái phản ứng như thế nào? Ảnh tự làm đau mình thôi. Dù nóng lên nói mà con không nghe. Dạ đấm tay vào tường. Đấm tay vào tường. Bây giờ còn vậy không? Dạ vẫn còn chứ. Chỉ có một cái là tính nóng. Là nóng tính. Những cái lúc mà con đập tay vô tường như vậy là lý do tại sao? Nghĩa là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì bản thân mình không muốn tổn thương người khác thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi. Tại vì mình chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài rồi đôi khi là những cái chuyện bặt bảnh trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát. Trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ, nhưng mà về cái lời nói thì hơi thiếu kiểm soát nên là cái đó con cũng vẫn đang khắc phục. Nhưng mà con có thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không? Ví dụ nhiều khi áp lực trước đây thì có nhiều, nhưng mà từ khi vợ có em bé thì khi mà thấy vợ ở nhà chăm con rất là cực, mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình nữa. Yes, đúng rồi đó. Những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng. Như vậy thì cái xác suất mà tự đập tay vô tường á, lúc trước khi có em bé và sau khi có em bé lúc nào nhiều hơn? Sau này là không có nữa. Tại vì khi mà cãi nhau thì chuẩn bị bùng nổ nhìn con. Nhìn con là mình cảm thấy là ủa tại sao mình đang làm cái gì vậy? Mình đang định nói cái gì vậy? Khi cái người phụ nữ á, nhất là người vợ, nếu họ thực sự yêu chồng của họ thì khi con có tưởng tượng lúc mà hình ảnh mà nhìn cái người chồng của mình á, đập tay vào tường hoặc đập đầu vào tường á, là người ta cái
nhói đau ở cái tim vì mình biết chồng mình đau, mình biết chồng mình đang rất là khổ tâm, rất là áp lực, chứ không phải là do tuổi thân là ở tại sao anh đối xử với em như vậy không phải. Bây giờ khi mà vợ con khóc đó, là vợ con cái cảm xúc đó nó trào lên, có nghĩa là vợ rất thương con, thương lắm luôn á. Con nhớ lại hình ảnh đó con bị xót đúng không? Xót khủng khiếp luôn đúng không? Cho nên cô nghĩ là sau đây á, thì có lẽ mình không lặp lại hình ảnh đó nữa đúng để rồi. Tội vợ mình nó khóc tội lắm. Từ lúc mà có con cho tới bây giờ thì hai vợ chồng có những cái chuyện gây nhau hay là có những cái giận hờn vì nhau? Dạ có, gần đây nhất là vợ ghen. Tại vì trong cái ca làm thì sau khi làm việc xong thì sếp có nhờ con đi công chuyện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn. Lúc đó vô tình là vợ gọi vô, gọi phi ta không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc á, thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghiền lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search, em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Tự nhiên lúc đó thì con này cảm thấy oan ức quá. Ủa, rồi hôm đó cũng gặp một số cái vấn đề là trong công việc nữa. Cái xong cũng nói là tại sao em không có hiểu anh đâu có làm cái gì đâu, em phải tin tưởng anh chứ. Thì nói chung là do tâm lý sau sinh của vợ đúng nó rồi. Cũng có những cái nó bất ổn, mặc dù là con cũng cố san sẻ bằng mọi cách, là san sẻ việc chăm sóc em bé nè, rồi làm những cái việc trong nhà như nấu ăn, dọn dẹp đồ này kia là con làm hết. Đến khi tối đi làm về nhìn thấy con trai đang nằm đó rồi thôi, ngày hôm sau lại bình thường. Rồi bây giờ thôi tới Nguyên đi. Giờ con, tật xấu của cô ấy là vợ gì? Con tố con là tánh con hơi nóng. Nóng tính. Còn vợ con sao? Tại vì tính con là nếu mà cảm thấy cái gì đó nó không ổn thì là nói thẳng ra và phải giải quyết ngay lúc đó luôn. Rồi. Còn vợ thì là im lặng và không nói gì hết. Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Quánh chồng đâu thiệt không? Đâu là quánh yêu. À đâu. Rồi con sao? Quánh mạnh tay đó. Thì con đứng chịu trận thôi chứ. Chịu trận luôn chứ không có dám phản kháng, không có dám phản kháng gì hết. Bây giờ nó còn đánh con nữa không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Nhưng mà đánh con đánh Nguyên xong rồi đó, chút nữa tỉnh lại rồi có chút ve rồi xin lỗi rồi không? Dạ cũng chưa biết hối lỗi đâu, có một lần là phải gọi điện cho má vợ luôn. Mét Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện nhau đó, vợ con tán như đầu con, tán như mặt con. Trời ơi. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Không có cắt nghĩa này phải bỏ liền nha con. Con có con trai đó, nó bắt chước con á, sau này vợ nó khổ đó nha, thiệt. Rồi bây giờ cái còn thật xấu gì nữa nè? Dạ không, thực ra thì chỉ có cái thích mua sắm không? À đúng rồi, lâu lâu là hay bê một cục toàn là đồ mà second hand về. Cái sao mà cứ gì? Lâu lâu một cục mà cái tính của con là con thích ở gọn gàng. Còn bạn này là cứ rải ra đều đều cho con đi dọn chơi đó. Mà thường là mua gì? Quần áo. Quần áo nhưng mà không có phải như người ta là thích đi vô shop rồi mua những cái áo mới, thích mua một đống một lô vậy đó về. Xong rồi thích livestream bán. Nhưng mà thực ra là không ai mua ấy. Cho nên nó thành hàng tồn kho. Người ta có máu kinh doanh không ạ? Giờ nhiều quá rồi xong phải lọc rồi đem đi từ thiện. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Chỉ muốn vợ tin tưởng mình hơn thôi. Tại vì cái công việc của em nó cũng khá nhạy cảm á. Thì mọi người hay suy nghĩ là DJ là làm trong một cái môi trường ăn chơi rồi tiếp xúc nhiều người. Thật sự cái điều đó là nó cũng là đúng chứ nó không hề sai. Nhưng mà quan trọng ở đây là cái người đó, người DJ đó họ như thế nào. Đúng rồi. Họ có muốn gọi là hư hay không, hay là họ muốn mình là một người tử tế. Thì anh đã thể hiện cho em thấy hết, anh đã show hết những cái gì mà anh có. Thật ra cái nghề này anh cũng không thích đó. Con cũng không thích cái nghề này. Thật sự là con bị mắc cái hội chứng sợ đám đông. Nhưng mà cái nghề nó chọn mình thì cũng gần chục năm nay vẫn đi làm. Thì cái đó cũng là cái sự may mắn. Chỉ mong vợ là tin tưởng mình hơn. Tại vì bây giờ đã có con rồi thì tất cả là dành cho gia đình. Nếu như chồng con đã có những cái chia sẻ như vậy rồi á, thì con nên bắt đầu thay đổi chiến thuật giữ chồng. Đúng không? Nhưng mà con phải thông cảm là trong thời điểm này cái nội tiết tố của bạn đang rất là thay đổi. Con phải đợi cái đó là một năm hơn thì cái nội tiết tố nữ đó nó mới điều hòa trở lại. Cho nên con chịu đựng một năm nữa đi. Về phía con là con phải bản lĩnh, con phải tự tin. Con là một người đàn bà đẹp cho nên con đừng có sợ gì hết trơn trọng. Ok, hai đứa con phải giữ cái mối tình này. Ok, và tiếp lời là anh cũng rất là muốn hỏi các em là nhân cái dịp này
dịp mà lên chương trình Vợ Chồng Son thì hai vợ chồng có điều gì muốn bày tỏ và muốn nói với nhau hay không? Nhân cái sự kiện này hôm nay muốn tái hiện lại cái màn cầu hôn một cách rõ ràng hơn, dõng dạc hơn là em có đồng ý làm vợ anh đến suốt đời hay không. Em đồng ý. Cảm ơn chồng. Cảm ơn chồng. Không có ghen nữa, với lại không có tay chân với chồng nữa. Chồng có nói gì nữa không? Anh cũng sẽ hứa với em một điều duy nhất là anh sẽ ở bên cạnh em với con đến suốt đời. Ok, rất hay. Em tên Đào Tuấn Hoàng, năm nay em 22 tuổi. Em đang làm gì? Dạ, em đang làm phụ bếp. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Lâm Đức Vinh, em 22 tuổi, em đang làm nhân viên bán hàng. Ủa rồi sao mà một người ở trong bếp, một người đi ngoài đường sao gặp được ta? Hay vậy? Kỳ quá. Thiệt chứ, đúng không? Hai cái công việc không có liên quan á. Cơ duyên nào các bạn lại gặp nhau? Dạ thì cách đây 5 năm á thì tụi em có chơi ô la. Rồi cái thấy nick thì thấy hai đứa giống nhau, ảnh thì nhóc gà, em thì bé gà. Bé gà. Ồ, lấy hai tên gà luôn. Trời ơi, cái mặt lại giống rồi mà lại cái nick nó chẳng giống. Rồi tiếp theo là sao? Dạ thì ảnh nhắn tin nói chuyện, xong rồi khoảng một tuần sau á thì ảnh hẹn đi chơi. Lúc mà em gặp bạn này á là em thấy bạn này đẹp gái không? Lúc mà em gặp á thì em thấy dễ thương thôi, nhưng mà lùn mà được cái ít nói. Em thấy vậy em chịu rồi. Chịu. Mà hai đứa này nó giống nhau đến độ mà đó cái lăng khểnh nó cũng giống. Em sao? Em thấy chồng đẹp trai không? Lúc mà nói chuyện ở trên Ola á thì thấy ảnh gửi hình á thì trắng, mà tóc á thì gọn gàng, nhưng mà lúc mà gặp ở ngoài thì đi xe độ. Rồi tóc thì cắt bên đây một bên, rồi để mái dài xuống, rồi vừa đen vừa ốm vừa xấu nữa. Vậy thì cái ngày mà đầu tiên đi chơi đó là em leo lên chiếc xe độ của anh đi luôn đúng không? Dạ, em vừa sợ vừa run, em cũng không muốn leo lại, muốn đi vô nhà lại. Ảnh thì anh nói thôi giờ đi đại, cái leo lên thì đại luôn. Mà sợ, trong lòng thì sợ. Sợ không mà vẫn leo lên đi. Rồi có lũi ổ gà không? Chơi chiêu á. Không. Không có lũi ổ gà. Lạnh kêu ôm. Trời ơi, lần đầu tiên gặp nhau kêu ôm luôn rồi. Em có ôm không? Nó không ôm, bỏ giữa đường giờ sợ quá ôm luôn. Trời ơi. Con nít quỷ. Rồi bữa sau vụ tới cái gì? Cũng nhẹ dạ thiệt luôn. Mà lần sau là có vụ ôm không? Hay là tự động ôm? Dạ tự ôm. Rồi sau khi ôm rồi đó, không có vụ gì tiếp nữa không? Dạ không. Thiệt không? Dạ thiệt. Có vụ gì không? Chỉ mình nắm tay thôi. Lòi ra cái vụ nắm tay kìa. Tự động nắm hay là? Nắm tay thì em gạt thế hết rồi. Ví dụ trên cái đường đó thì xe để nhiều quá rồi mới đi xuống dưới đường. Đó, đi dưới đường thì em đưa tay thôi, giả bộ. Nói xe kìa, thì em nắm tay rồi, nắm luôn, đi trên đường. Trời ơi. Mà đã dính vô tay Quang rồi, nghĩ sao Quang buông ra. Rồi để hỏi tiếp nè. Rồi lúc mà vụ hung đó giờ em chưa hung ai hết. Bà xã là lần đầu tiên luôn. Nên thôi, nó thôi giờ nhắm mắt hung đại. Mà hôn đâu vậy? Hôn ngày má rồi. Thì đúng rồi, hôn ngày má là quá lắm rồi. Đó em cảm thấy sao Vinh? Thì em cũng vừa run vừa sợ. Em sợ làm gì vậy. Rồi sợ quá bỏ về hay là như thế nào? Lúc đó là cái cảm giác của em là nó làm sao? Hôn nó cứ giống như trên phim không? Có ngon miệng không? Hay là... Trời ơi, ngon miệng nữa. Chứ hồi nhỏ tôi coi phim thấy mấy người mà trở người ta hôn nhau, trời nó đẹp mà nó lãng mạn mà nó tuyệt vời dễ sợ. Ngon miệng nữa là hôn làm gian hủ tiếu. Trời ơi, dễ thương. Hôn xong rồi đi đâu? Dạ thì hôm đó là đồng ý quen, thì quen khoảng 5 năm. Nhưng mà tụi em mới có 21 tuổi mà tụi em cưới như vậy là có thấy là cái tuổi của em là còn quá trẻ mà cưới như vậy là quá sớm không? Thì em nghĩ giờ em cũng còn có mình à, gia đình em còn có mình em à, nên em nghĩ chắc cưới sớm đi cho mẹ em vui. Với lại quen lâu quá rồi em sợ vua. Nhưng mà sợ vua hay em sợ vua? Chứ là mấy anh mấy chị là lấy chồng lấy vợ hết rồi, là còn mình anh em thôi, cho nên cho mẹ yên tâm luôn đó, con lê cho rồi đi ha. Em có nói cái điều này với vợ em biết để vợ em đồng ý lấy em không? Có chứ, em nói hoài. Có nghĩa là em cưới là em phải dụ vợ em đúng không? Ảnh cứ nói thôi giờ cưới đi, giờ quen lâu quá rồi không cưới, mốt quen người khác được đâu.
À, nhưng mà bên gia đình bên em cũng đồng ý liền hả? Dạ, dạ đồng ý. Vậy cũng tại tốt vì cũng rồi. Biết 5 năm rồi mà. Dạ. Đúng không? Ủa giờ là hai tụi em là ở riêng hay là ở chung với bên ba mẹ bên nào? Dạ, ở bên với ba mẹ em. À, ở rể, đúng không? Vui không? Vui. Nếu mà em biết trước, thời gian trước nữa. Cưới sớm. Cưới sớm hả? Tao tôi đi quốc trong ở nhà là ba mẹ vợ em thương em không? Dạ có. Ủa rồi mình đi về rồi ba mẹ có đi theo mình không? Dạ có, hai bên gia đình mẹ đi theo. Hai bên gia đình đều có mặt ở đây dạ. Luôn. Không biết bà ngoại với bà nội là ngồi chỗ nào ạ? Ồ trời ơi. Để tôi đoán nghe. Cô áo tím thẫm nè là mẹ chồng. Ê hay, anh đi nay quá. Hay lắm. Ôi, hay lắm luôn á. Rồi, thôi bây giờ trước khi mà chúng ta bắt đầu kể thật xấu với nhau, anh muốn hỏi hai em, nhân cơ hội này và có sự xuất hiện của hai vị phụ huynh ở đây là hai người mẹ của mình. Vậy thì hai em có muốn nói điều gì cho hai người hai người mẹ của mình á? Dạ, con cảm ơn ba mẹ đã coi con như con ruột. Con lần đầu về làm rể, đó giờ con có làm sai gì mong ba mẹ tha lỗi cho con. Ơi, cô dâu tiếp lời luôn nè. Dạ, qua cái chương trình này thì con mong là hả ba mẹ thông cảm, rồi con có làm sai cái gì thì bỏ qua cho con. Thì sau này á, nếu mà con có cơ hội về làm dâu thì con sẽ làm được một người dâu hiếu thảo. Nói luôn là nếu như sau này con đẻ một chục đứa thì bà ngoại bà nội chăm giùm con. Rồi, thôi giờ chúng ta sang cái phần vạch mặt nhau đi. Bây giờ cho phép em trước đó. Bây giờ Vinh từ ngày cưới nhau về thì cô ấy có tật xấu gì không với một cô gái xinh đẹp như thế này? Dạ có, lúc mà chưa cưới á em vừa nói một cái là giả liền. Còn như giờ mình vừa nói cái cưới đi đúng không? Lúc đó là chưa cưới á là em quyết định không à, giờ cưới xong em thấy khổ lắm, mỗi lần em có ý kiến gì ra suy nghĩ xong bắt đầu rồi bàn ra luôn. Xong rồi cãi ngang lắm, giờ nhõng nhẽo giận. Tức là cuộc đời nó cũng có công bằng đó em. Đó. Lúc trước thì mình kèo trên, bây giờ mình tới phần sau ơi, mình phải kèo dưới mà, thôi. Cái chuyện mà lật ngược thế cờ là chuyện bình thường. Bình thường. Bây giờ hỏi nè. Đó. Bây giờ mình ở nhà vợ đúng không? Chắc chắn vợ chồng phải có gây lộn. Em có dám nói lớn không? Chứ còn giờ nó ở nhà nó nói lớn được, chứ giờ mình nói lớn á, mình sợ. Đó. Có khi nào có cái tâm lý đó không? Toàn là em thua mà. Thua chắc rồi. Thua là chắc rồi. Tại vì vợ em vừa cãi vừa mít ướt thì em sợ gia đình phát hiện. Em đi ra ngoài thì ngõ trong thì khóc. Nhưng mà em thấy em vừa vô tới là la lên. Trời ơi. Nhõng nhẽo la lên. Rồi la thì bấm điện thoại nhắn tin mét mẹ em nữa. Trời ơi. Ôi, Dương Đông. Là mét mẹ chồng hả? Dương Đông kích tay. Trời ơi. Quánh mà quánh rồi như là quánh là trước sau luôn ha. Ủa nhưng mà ở đây đàn ông với nhau em có thể chia sẻ nỗi khổ vậy? Không, mà mỗi lần giống vậy thì em ngủ trước. Im, không nói gì hết, qua mấy ngày sau rồi nói tiếp. Vậy thôi. Ủa nhưng mà có khi nào anh ấy phản ứng không? Có lần em hù á, đi ra ngoài luôn, không về luôn. Đó, chờ em đi luôn. Nó chỉ nói một câu là đi đi. Vậy thôi. Chỉ nói một câu mộng thôi. Đi đi. Trời ơi. Cái câu đó nó còn nặng nề hơn là đuổi rồi. Trời ơi, khổ tâm hết sức nè. Bây giờ còn tật đó không? Dạ không. Phải có một cái gì trị cái tật này chứ. Thì mỗi lần mà nhà không có ai đi, vợ chồng nói chuyện á, mà em thấy cái kèo mà sắp sửa muốn gây rồi đó, rồi em cho trong phòng luôn, kéo cửa lại. Em đứng ngoài, đợi nào thấy em thấy giãn rồi đó, em mở cửa ra nói chuyện tiếp, còn không được em nhốt tiếp. Trời ơi. Chị không có kèo dưới đâu nha. Kèo này cũng dữ à. Rồi bây giờ tới em đó Vinh. Anh này có tật xấu gì không? Dạ thì anh mê game. Vợ dọn cơm xong hết rồi kêu đi tắm này kia, cũng ngồi đó chơi game, đợi anh xíu lát hồi tiếng hai tiếng sau mới ra ăn. Ủa nhưng mà ăn chung với ba mẹ hay là hai vợ chồng ăn? Dạ tụi em ăn riêng. Vậy sao ba mốt mỗi người con tô ăn? Em có ý kiến vậy bộ mà không chịu. À, vợ ta thương vậy mà chịu. Trời ơi, gặp vợ tôi là chắc có nước là bị đạp rồi. Quá nha em nói xấu con Liên vừa phải thôi nha. Thôi chương trình này phải cắt nghe, chưa được có nói chưa. Thôi bây giờ em mong muốn anh này sẽ thay đổi điều gì? Thì em muốn là quan tâm vợ hơn, giống như về đừng có chơi game nữa. Vợ dọn cơm kêu ra thì ăn cơm, rồi bớt cọc tính lại. Nói chung là em thích được ăn cơm chung với chồng. Dạ. Còn em? Mong muốn là vợ đừng có cãi, với lại bớt nhõng nhẽo lại. Thực ra thì ở chung với ba mẹ thì
có những cái hay và có những cái không hay lắm. Không hay lắm ở đây là như này, ví dụ tụi em cứ ỷ lại ba mẹ mà không biết tách ra để tự lập thì tụi em sẽ không có chững chạc á, bởi vì bây giờ tụi em còn quá nhỏ đó, so với cái những tuổi mà để mà thành lập gia đình đó. Thì theo chị là bây giờ mình tập cách sống, cái cách đối nhân xử thế trước. Thứ nhất là chồng mình lấy vợ về á, cho dù là mình ít tuổi thì mình vẫn phải chứng tỏ mình là một người chồng, mình trưởng thành. Thì tại vì tụi em lấy nhau lúc tụi em nhỏ tuổi thôi, nhưng mà nguyên tắc khi mà mình đã lấy vợ rồi là mình đã có một gia đình nhỏ, phải học những cái kinh nghiệm của ba vợ mình, của ba mình và của những người xung quanh, thì để sau này nếu như tụi em có điều kiện tụi em tách ra riêng á, tụi em không bị chơi với đó. Còn vợ thì phải chú ý về cái mối quan hệ giữa chồng mình với lại ba mẹ mình, để đừng có đưa đến cái chuyện là nhiều khi hiểu lầm nhau, hoặc là ba mẹ buồn làm chồng mình rồi ngược lại chồng mình bị cái mặc cảm ở rễ đó. Cái đó là cái mà phải hết sức khéo léo của cái người vợ. Thì thông qua những chuyện này tự động tụi em sẽ có kinh nghiệm, sau này tụi em sẽ vững vàng khi mà tách ra ở riêng. Đúng không ha? Rồi, chúc hai em luôn luôn vui tươi và luôn luôn hạnh phúc nhé. Dạ, mong sớm có em bé cho bà ngoại bà nội. Cảm ơn. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Đó. Em tên Tài, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang làm lễ tân ở khách sạn đi quay ở Vũng Tàu. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em là Nhật Anh, đến từ Quy Nhơn, Bình Định. Em 24 tuổi và em đang làm trang trí sự kiện ở Vũng Tàu. Là hai vợ chồng là đang ở Vũng Tàu hết? Dạ, đúng rồi. Chắc có lẽ là hai bạn trong một dịp đi tắm biển và gặp nhau và hai bạn quen nhau đúng không? Dạ không phải. Đúng rồi, lắm. Cơ duyên là các bạn gặp nhau. Dạ, anh là bạn của chị trong phòng, em còn sinh viên. Rồi hôm đó thì chị đang giặt đồ mà em với lại chị thì hai cái máy vi tính ở bên cạnh nhau, thì anh này anh mới vô nói chuyện với chị này. Chị nói gì thì em chỉ trách hộ thôi, vì chị này đang bận giặt đồ. Thì ở trong cái dòng chat đó thì anh này mới bảo là Hằng ơi, Hằng có ai làm mai cho Tài với. Thì chị này mới bảo là cưng nói cưng đi. Cái xong rồi bắt đầu em mới vô em tự giới thiệu, tự PR cho em luôn. Bé này dễ thương nè, đảm đang nè, hiền lành nè, gì giỏi giang nữa, nấu ăn nữa. Em tự PR em lên nè. Cái xong rồi em tự tát Facebook em vô cho ảnh admin. Rồi đến bao lâu thì em mới nói chuyện? Cỡ độ cả nửa năm sau á. Trời ơi. Tới khoảng cái đó là kêu cái dịp gọi là đêm giao thừa luôn. Thì em chưa có bạn gái thì em ở nhà ngồi không chứ. Thì lướt Facebook chuyện rồi xong rồi cũng có viết status. Xong rồi bà xã em thì mới nhảy vô mới comment. Comment nói là gì, kêu là anh cứ bay nhảy đi rồi sau này về với đội của em. Cuối cùng á thì là đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở ngoài đời? Dạ cũng phải cả năm sau. Cái ấn tượng đầu tiên gặp nhau đó là như thế nào? Dạ lúc đó là em nhìn hình anh này dễ thương lắm, có đang khẩn. Lúc mà ra gặp ảnh á, nhìn ảnh ghê lắm, mà gọi là sai từ gì ta, nhìn nhễ nhại mà dơ dơ sâu lắm. Mà anh không tưởng tượng cái dơ dơ nó như thế nào. Thôi đây, đi từ Vũng Tàu lên phố đi trăm mấy cây mà mang dép lào, quần rách, không có áo khoác, mồ hôi nhễ nhại đã vậy, còn cái khuôn mặt thì nửa đỏ nửa đen. Em hỏi chủ anh sao vậy anh? Anh đi giữa đường anh bị rớt khẩu trang em, gọi là mặt hai màu. Làm chạy xe từ dưới lên. Dạ vâng, thì bà xã em bị say xe bẩm sinh thì đi xe đò đồ không có được. Nên em hồi đó lúc mới quen nhau thì cứ đi xe máy lên đây rước về đó chơi xong trở về lại xong rồi chạy về. Nhưng mà chị muốn hỏi cái cảm giác của em lúc mà em gặp vợ em có giống như vậy không? Có khác một xíu là thấy không mập gì trong hình thôi. Nhưng mà em thích. Thích thì cũng đã thích từ ở trên mạng rồi. Tức là thích rồi. Hỏi đến bao lâu thì em mới chính thức là nói cái lời yêu cô gái này? 3 tháng sau rồi. Ở vào sinh nhật em thì em cũng lên đây đón xuống, thì nhân dịp sinh nhật thì em làm luôn. Mà đồng ý không? Trời ơi, gài hàng. Lúc đó là sinh nhật của ảnh thì ảnh đãi ở nhà ảnh, mẹ nấu rồi mời mấy bạn tới chơi. Xong rồi em đang ngồi ăn bình thường vậy á, thì ảnh một phát ảnh giới thiệu em là gấu của ảnh. Xong rồi em mới bất ngờ, trời ơi gì vậy trời, chưa có nói hỏi mình gì hết, mắt tự nhiên giống như là vô cái thế mà gọi thế rồi, qua mặt luôn, qua mặt luôn. Em nhớ em đang ăn con tôm phải không, rớt con tôm rồi. Rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì tụi em mới cưới? Dạ khoảng 3 năm hơn. Dù yêu nhau có trơn tru? Dạ nói thật chắc là tụi em chính xác là phân nửa đó là gọi là yêu xa. Lần mới quen là em còn học trên phố.
thì cũng 2 tháng rồi gặp nhau một lần. Cái đến khi em ra trường rồi á thì em phải bay ra Hà Nội làm việc. Do nhà em ở ngoài đó cũng có làm nhà hàng hải sản ngoài đó nên thành ra là ra làm việc đến nửa năm rồi cái mẹ em mới vì em nên là sang quán ngoài đó luôn là để cho em vào trong này, chứ mẹ em biết là em nhớ anh này lắm, cứ làm ở ngoài nhưng mà cái tâm hồn á thì cứ ở trong này, nên thành ra em quyết định về Vũng Tàu làm với anh luôn. Rồi 3 năm là cưới. Dạ. Vậy thì 3 năm là đã tìm hiểu quá kỹ và quá hiểu về người bạn đời của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cưới nhau về có cái gì dở mộng nhau thêm không? Chồng em dễ thương chắc không có tính xấu đâu đúng không? Mấy rồi, mấy năm rồi hai đứa có em tốt. Dạ anh được được nửa năm. À mới có nửa năm thôi. Dạ dạ mới cưới được yêu nửa 3 năm. Năm cưới được nửa năm. Dạ. Ồ vậy là trong 6 tháng đó là lòi ra những tật xấu gì? Dạ tật xấu thì ảnh thì mê game. Cứ nấu cơm xong rồi anh ơi, anh sắp xong rồi, từ từ đã, cứ sắp xong rồi thiếu điều xúc cơm lên đem đút cho ảnh đi. Ảnh cứ sắp xong. Nói chung là bực bội. Nói chung là bận chinh chiến đúng không? Dạ bực bội lắm. Rồi ngoài cái tật mê game ra còn tật gì nữa? À còn có cái tật mà không đúng giờ, cứ gọi hỏi là anh sắp về chưa, chờ chút. Sai giờ vậy không? Là chờ chút của anh là chắc còn phải cả nửa tiếng hẳn là một tiếng. Nói chung là không có chính xác giờ giấc. Đúng dạ chưa? Đúng rồi. Rồi còn tật gì nữa không? Kỳ kỳ gì gì. Bố rối quá vậy không nhớ. Nhiều lúc dị quá đâu dám nói nữa. Kệ nó, mà ở đây tao thích nghe dị. Ảnh có cái tật là xả bom. Mà ảnh thật sự mỗi lần ảnh xả bom một cái là ảnh xin phép. Ảnh xin phép người này người nọ. Tao quá lịch sự đúng không? Ủa nhưng mà cái lúc mà yêu nhau ảnh có thả không? Cũng có. Thì lúc nào em làm chung với ảnh nó toàn là bị mắng vốn mà. Vậy hả? Thì em làm bên ngoài hồ bơi còn ảnh thì làm trong lễ tân vậy á. Cái xong rồi bắt đầu mấy chị Trúc, chị Tư rồi chị Thơm kêu chứ. Thằng Tài nó như vậy, thằng Tài nhìn nọ. Ủa thả mà đến nỗi mà nhân viên biết luôn hả? Dạ trong bộ phận của ảnh á. Nói chung là ảnh thả từ nhà cho đến chỗ làm luôn. Rồi tụi em mới cưới nhau về mà chỉ là tụi em cũng là trẻ. Dạ. 2 mấy tuổi thôi. Dạ. Vậy thì có giận nhau, nhiều không? Tài, bây giờ hỏi em nè, vợ em có hay giận em không? Dạ, có giận hoài á. Không có cái giận giận mà dai nhất là 2 ngày luôn á. Đó giận ghê lắm, giận mà hả? Đâu có cho nằm kế đâu, giống như là nằm đi nằm riêng, ở riêng luôn. Ly thân luôn đó. Đó đúng rồi, giận ly thân luôn á. Năn nỉ hoài, năn nỉ mãi mà không chịu hết giận, ghét qua em giận lại cái tự nhiên làm. Mà lý do gì vậy? Kỳ đó thì em đi ăn uống với bạn bè thôi. Xong rồi tao ăn uống về thì say mấy bạn có rủ đi massage chân. Massage xong rồi thì vợ nghe massage cứ tưởng đi massage bậy bạ. Là giận về giận quá hay giận luôn. Ủa nhưng mà tại sao em giận? Nghe cái chữ massage là bắt đầu người em máu nóng nó dồn lên não vậy á, bực lắm, tức lắm kìa. Cái xong rồi kêu anh massage chân chính mà. Chừng nào anh dẫn em đi để em biết, cái em mới lườm, còn dẫn đi nữa hả? Rồi bây giờ sẵn tiện đây nè. Rồi kể luôn đi, cô này còn có tật xấu gì nữa? Trong nhà em có 2 thứ không thể thiếu. Thứ nhất là tâm, thứ hai là bông quấy tay. Sao vậy? Vợ em có cái tật là ngủ cũng quấy, vệ sinh cũng quấy, ăn cũng quấy. Mà nhiều lúc nằm mơ cũng quấy luôn. Quấy tay á? Dạ đúng rồi. Lấy cái gì quấy? Lấy dạ, tay lấy bông, à? Bông quấy tay. Mà sao tâm suy răng? Vậy nè, không, tâm suy răng là em hay xỉa răng thôi. Có nhiều người ghiền cái thứ vậy nè. Dạ đúng rồi. Thì đi đâu cũng thủ bịch bông lấy tay luôn rồi. Nhiều lúc em móc bông lấy tay giờ ra cũng còn. Đâu, là đây là gì có túi. Em có túi máy tay để cho anh thoải mái không? Đâu. Để em kêu tăng cường em nguyên bịch. Ba lô em nào có sẵn. Ủa, em ngủ bằng máy tay có cái nào đi cái này. Ảnh cường điệu hóa lên. Không, là tại vì em thấy máy ngoài rồi. Ngủ mà máy tay là lăn qua cái là chắc cái lấy được cái bàn nhỉ ra luôn á. Không có đâu, anh cường điệu hóa lên. Ủa nhưng mà em máy tay nhiều em biết nguy hiểm không? Dạ có. Có khi nào mà bị sự cố mà phải đi sự cố mà phải đi bệnh viện không? Có một lần bị quấy quá xong rồi đau tay, bị sưng hay sao á, xong phải đi bác sĩ. Xong rồi ra bác sĩ lại lấy cái bông máy tay quấy vô tiếp, quấy để chét thuốc vô. Dạ xong. Hết chưa? Chưa. Dạ hết rồi, lúc đó thì đau quá. Cái xong rồi thề không bao giờ ngoáy tay nữa. Anh ơi, ở trong nhà mình á, ngõ ngách nào, hẻm hốc nào, trong túi em, quần áo em coi anh có là anh vứt hết cho em, cho em ngứa tay lắm. Cái lúc đó đau quá rồi chịu không nổi nữa. Tới lúc đó thù của ngoáy tay. Cái lúc khi mà lành lại rồi mua tiếp, ngoáy tiếp. Ngoáy nữa hả? Dạ. Bị ghiền á. Bị ghiền. Bị ghiền á. Có những người bị ghiền nhổ tóc nữa đó. Trời ơi. Nhổ dạ, một dạ, chỗ dạ. Phải không? Nhổ tóc xong rồi lấy tóc quấy tay xong rồi lấy kia quấy để đỡ ghiền. Bây giờ anh hỏi em nè, em mong muốn xã em thay đổi điều gì? Ít chơi game lại thôi, lại là giờ giấc đồ sắp xếp sao cho nó ổn định. Là không xài giờ dây thun nữa đúng à, không? À dạ, không xài gì xài giờ dây thun. Dạ đừng làm con ma nhà họ Hứa nữa. Rồi chú rể có chiếc răng khẩn. Mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt mấy tay lại, không sợ điếc.
nói gì chứ chứ nhiều lúc nói anh yêu em nghe cũng mệt, nghĩ không được. Thì với lại bớt vợ, vợ thấy gì chứ, vợ chương trình vợ giả bộ vậy thôi chứ giờ về nhà vợ hay la em lắm. La mà có đánh đòn không? Vợ em mà đánh chắc cũng chết. Vợ em có muốn có em bé liền đúng không? Hay là đang kế hoạch? Dạ tính là 2 năm nữa mới tính, do cũng còn chắc trẻ chắn đúng không? Dạ. Mà hai đứa mới lấy nhau có nửa năm thôi, bây giờ tận hưởng đi, tận hưởng một thời gian nữa cho nó sung sướng cuộc đời đi. Rồi đủ chín chắn đi, rồi đủ hiểu nhau từng chân tơ kẻ tóc đi, lúc đó có con. Đúng không? Vấn đề gì đâu. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Rồi, nghe, bấm ngoài tay nghe chưa? Rồi, cảm ơn hai em, chúc hai em mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Rồi, nắm tay.